ăn Tết dàn này là dàn Sony GRX8 ha. Một trong những cái dàn mà size chung cao cấp nhất của Sony một thời ha. Con này thì loa màng carbon gần bánh xe nè, thấy không ạ? Cái dòng này nó quýnh thì rất là lật sâu ha. Loa 5 đường tiếng 1, 2, 3, 2 chép, 2 mid, 1 bass ha. Hai loa nóc nữa. Hai loa nóc thì dàn này thì có remote khiển nè, hai căng lưới rồi đầy đủ. Tổng thể ngoại hình con này khá đẹp ha, không có cái gì phải chê hết. Trừ mấy cái bẩn mà trên nóc này thôi thì đồ cũ mà ha, chứ còn là tổng thể thì đẹp. Trước đẹp, sau đẹp ha. Sau nữa nè, không ạ. Sau hậu loa cũng rất là đẹp ha, vuông vắn, nói chung không có gì phải chê nó hết. Loa của nó luôn, RX8 nó đây. Này thì công suất tiêu thụ là tới 270W tiêu thụ lần ha, rất là lớn, quýnh lực lắm. Điện thì chạy 4 dòng, mình đang để chạy 220 ha. Đây chạy 4 dòng điện nè. Được chưa ạ? Hàng chính hãng của Sony ha, Company Tokyo Japan. Đây là đường vô điện thoại máy tính, đây optical đường ra ha, đường cáp quang nè. Đây là đường vô cho điện thoại máy tính. Chà, loa này cũng đẹp ha, hay là nó. Rồi. Mình nghe lại một chút âm nữa ha. Con này thì bass đánh rất là sâu rồi. Một trong những cái dòng cao cấp nhất của dòng xe chung Sony mà. Rồi người ta có nhu cầu thì gọi cho mình ha. Con này là thuộc dạng là hay nhất trong series của Sony, dàn của Sony rồi đó, rất là cao cấp một thời ha. Rồi, bác nào có nhu cầu thì gọi cho em nhé. Rồi, xin chào mọi người.